cảnh hôn giữa đàm tùng vận và lâm canh tân làm phen bùng nổ trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn ninh mông trong dự án ngôn tình hiện đại xin gọi tôi là tổng giám đàm tùng vận được khán giả đặt nhiều kỳ vọng với màn lột xác hóa thân thành cô nhân viên văn phòng trưởng thành khác xa hình tượng nữ sinh trước nay khán giả vẫn thường quen thuộc tuy nhiên điều khiến người ta vẫn còn lăn tăn liệu có nên xem bộ phim này hay không đầy chính là phản ứng hóa học giữa nữ diễn viên và bạn diễn lâm canh tân trong một cảnh quay mới được đoàn làm phim hé lộ ninh mông vô tình trượt chân ngã vào lòng lục ký minh lâm canh tân sau đó đã thuận theo khung cảnh lãng mạn xung quanh mà đặt lên môi giám đốc của mình một nụ hôn anh chàng ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau cùng lại không hề có thái độ phản kháng ngầm thừa nhận mình cũng có tình cảm với ninh mông tuy nhiên với cảnh quay này cư dân mạng lại cho rằng giữa lâm canh tân và đàm tùng vận dương như vẫn còn cảm giác ngượng ngùng khiến cho tương tác của cả hai vẫn chưa thực sự được bùng nổ đàm tùng vận xưa nay đóng cảnh hôn với các bạn diễn như hứa ngụy châu hay tình trẻ tống uy long đều vô cùng mượt ấy vậy mà ở lần trở lại này với lâm canh tân cô nàng lại sượng chân khiến khán giả không được quen lắm lâm canh tân ghen khi đàm tùng vận hẹn hò ninh mông những tưởng cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn khi rời khỏi công ty nào ngờ vị xếp cũ hống hách lục ký minh vẫn luôn xuất hiện xung quanh cô gặp lại tô duy nhiên lưu sướng người đàn anh tài giỏi mà mình thầm yêu khiến ninh mông đàm tùng vận một lần nữa rung động mặc cảm vì bản thân vừa mới chập chững bước vào con đường trở thành nhà đầu tư không xứng đáng với vị thế của tô duy nhiên nên ninh mông âm thầm che giấu tình cảm của mình sau khi chuyển từ thù thành bạn mối quan hệ giữa hứa tư điềm và ninh mông ngày càng trở nên thân thiết tăng vũ hàn vốn hiểu được tâm ý của lục ký minh đối với ninh mông nên đã gợi ý hứa tư điềm hẹn ninh mông cùng tham dự tiệc nhưng ninh mông từ chối tham dự bất ngờ khi đến điểm hẹn cả ba lại vô tình chạm mặt nhau lục ký minh nhìn thấy ninh mông đi cùng tô duy niệm liền tức giận liền bày tỏ thái độ khó chịu vì tò mò về mối quan hệ của ninh mông và tô duy niệm hứa tư điềm liền không ngại tiến đến hỏi ninh mông và mời cả hai về bàn của mình để cùng ăn uống trên bàn ăn lục ký minh quen thói tự cho mình vẫn là ông chủ nên không ngừng sai bảo ninh mông khiến cô cảm thấy rất không thoải mái không khí ngày càng căng thẳng khi lục ký minh buông lời hạ thấp về khả năng trở thành nhà đầu tư của ninh mông khuyên cô tốt nhất vẫn nên trở về làm thư ký cho mình lục ký minh rất muốn ninh mông quay lại làm việc cùng anh nhưng lại nói những lời tổn thương cô ninh mông bỏ đi vì không chịu nổi những lời nói khó nghe từ lục ký minh tô duy niệm lo lắng đuổi theo cô hứa tư điềm và tăng vũ hàn cũng rất bức xúc trước cách hành xử của lục ký minh riêng anh chàng vẫn tự cho mình chỉ nói đúng sự thật những gì anh nói là muốn tốt cho ninh mông còn không quên khẳng định tô duy niệm không phải là người tốt Đàm Tùng Vận gây sốt khi lột xác thành cô nông dân xinh đẹp sau khi chia tay Lâm Canh Tân. Vẻ ngoài của Đàm Tùng Vận khiến khán giả đứng ngồi không yên vì quá xinh đẹp, khí chất. Đàm Tùng Vận là diễn viên thực lực của CBS, tuy không đi theo con đường lưu lượng như nhiều tiểu hoa cùng lứa, nhưng Mỹ Nhân vẫn ghi dấu ấn bởi loạt vai diễn ấn tượng từ hiện đại đến cổ trang. Sau khi sánh đôi với Lâm Canh Tân trong phim truyền hình Xin gọi tôi là tổng giám, Đàm Tùng Vận gây sốt khi lột xác thành cô nông dân xinh đẹp trong phim 10 năm của chúng ta. Những hình ảnh của Đàm Tùng Vận trong dự án mới vừa được đoàn phim hé lộ và nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận từng gây sốt với màn kết hợp bùng nổ chemistry trong phim Xin gọi tôi là tổng giám. Cụ thể sau khi ghi dấu ấn với vai cô thư ký cá tính ninh mông trong xin gọi tôi là tổng giám, đàm tùng vận nhanh chóng nhập đoàn phim mới. Trước đó, màn thể hiện của cô khi kết hợp cùng đàn anh Lâm Canh Tân nhận được nhiều ý kiến khen, chê từ công chúng, với nhiều người, đây chưa phải vai diễn để đời trong sự nghiệp của đàm tùng vận. Vừa qua... Đoàn phim 10 năm của chúng ta đã chia sẻ những steel cut của đàm tùng vận trong phim mới, được biết trong dự án này đàm tùng vận góp mặt trong phần nơi trái tim hướng về cô sẽ hóa thân vào vai cô nông dân lý tâm giao xinh đẹp chịu khó trong những hình ảnh vừa được chia sẻ đàm tùng vận để thương để nhớ với vẻ ngoài rạng rỡ dù trong tạo hình đơn giản chân chất nhưng mỹ nhân vẫn toát lên được khí chất thanh tao vốn có đặc biệt Đàm Tùng Vận gần như không được trang điểm quá nhiều. Điều này có lẽ là dụng ý của ekip khi muốn khắc họa một cách sống động hình tượng cô thôn nữ, giản dị, chất phát. Hậu trường của phim do Đàm Tùng Vận chia sẻ lên trang cá nhân. Tạo hình của Đàm Tùng Vận trong phim mới 10 năm của chúng ta phần nơi trái tim hướng về, nhận được, cơn mưa, lời khen của cư dân mạng. Ngoài việc ca ngợi sự lăn xả của Mỹ Nhân sinh năm 1990, khán giả còn công nhận đây là vai diễn được làm nên để dành riêng cho cô vì quá phù hợp cả về ngoại hình lẫn khí chất. Hiện những hình ảnh xinh đẹp của đàm tùng vận trong phim mới vẫn được khán giả xôn xao bàn luận. Cùng theo dõi Sao Star để cập nhật thêm những thông tin mới về các dự án của đàm tùng vận.